Hi, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã trở lại với kênh Xe Cỏ Review. Mình là Hưng Xe Cỏ. Và hôm nay thì mình lại giới thiệu với anh em một dòng xe cruiser của nhà Harley. Đó chính là Harley Davidson Lowrider S phiên bản 2021. Và chiếc xe này nó sở hữu khối động cơ là 114 CI, có dung tích tương đương là 1868 CC. Đấy, và chiếc xe Lowrider S này là một chiếc xe cực kỳ lướt nha. Và bên mình cũng đang bán chiếc xe này với cái giá là 500 mấy chục triệu thôi. Anh em nào quan tâm thì anh em có thể liên hệ với số hotline của mình ha. Và chiếc Lowrider S này thì hiện nay vào năm 2022 thì nó cũng đã có một biến thể mới của năm 2022, thì nó nâng cấp lên là sử dụng cái khối động cơ là 117 CI. Đó, tương đương là khoảng 1900 CC. Đó, và chiếc xe hôm nay mình review cho anh em xem là một chiếc xe đời 2021 và đi cực kỳ ít. Chiếc xe này chỉ mới có 7 km thôi nha mọi người. Rất là ít đi. Đó, và hôm nay thì mình sẽ quay chi tiết về em Lowrider S này cho mọi người cùng xem. Và chiếc xe Harley Davidson Lowrider S này thì nó cũng đúng với cái tên gọi của nó. Trước tiên là cái từ low. Thì chiếc xe này có cái chiều cao yên của nó chỉ có 690mm thôi. Cho nên mình có chiều cao khoảng tầm 1m65-66 trở lên là mình đã ngồi được con xe này và điều khiển cái con xe này. Và cái điều đặc biệt ở cái con xe này á, là cái chỗ để chân. Đấy. Cái chỗ để chân thì với cái Lowrider S này thì mình để chân rất là thoải mái và nó cũng vuông góc với cái góc để chân ở đây so với cái mặt đất ha, nó vuông góc. Còn với những dòng như là Fatboy thì nó sẽ đưa cái chân ra phía đằng trước như thế này. Đó, Fatboy hoặc là cái dòng xe Breakout thì sẽ đưa cái chân lên phía trước như thế này, thì nó sẽ hơi khó đối với những anh em có chiều cao khiêm tốn. Còn với dòng Lowrider thì cái góc để chân nó như thế này, rất là thoải mái luôn và rất là dễ điều khiển. Đó. Và chiếc Lowrider S này là được sản xuất vào năm 2021. Và nó cũng có cái phiên bản là Lowrider thường nữa. Cái dòng Lowrider thường thì cái máy nó sẽ yếu hơn so với Lowrider S này. Và phiên bản Lowrider S này, cái khối động cơ là Milwaukee M8 và 114 CI thì cho cái công suất nó vào khoảng là 95 mã lực và 155 Nm ở ngưỡng vòng tua là 5.000 vòng trên phút. Đấy, thì cái xe này nó đạt được cái ngưỡng vòng tua, đạt được cái sức kéo mạnh nhất ở giải vòng tua ngắn nhất. Đó, thì giúp cho cái con xe này nó đề ba sẽ có tốc độ nha anh em. Và ở cái phiên bản Lowrider thường á, thì cái mã lực nó chỉ vào khoảng là 86 mã thôi. Nó yếu hơn cái con xe này. Và ở thế hệ 2022 á, thì nó có Lowrider S rồi Lowrider ST. Thì nó nâng cái mức công suất lên. Và cái xe nó cũng mạnh hơn so với cái dòng Lowrider S ở phiên bản 2021. Và anh em có thể thấy là Lowrider S nó sử dụng cái phần phuộc trước là phuộc upside down. Nó mang cái hơi hướng thể thao. Cho nên nó sử dụng cái phuộc upside down cũng như là cái cùm phanh kép ở phía đằng trước. Trong những năm gần đây thì cái kiểu cách thiết kế của Harley thì họ thiết kế cái dòng xe ra nhìn nó trẻ trung hơn, nhìn nó hiện đại hơn. Và xe thì nó trang bị bánh mâm giống như thế này đây. Đó, thì chiếc xe nhìn nó thể thao hiện đại thì nó phải đi kèm với cái bộ bánh mâm. Đó, và xe thì trang bị phuộc upside down của hãng Harley chứ danh. Đó, và ở đây là cái cụm phanh kép của Harley luôn. Nó là dùng heo dầu, heo thắng, 4 piston. Và đặc biệt với dòng Harley á, thì cái vòng mắt độc ABS nó sẽ nằm ở bên trong, nó không có thể hiện ở bên ngoài giống như là những dòng xe khác, Ducati hay là Kawasaki, Honda. Đấy, đặc biệt là với cái dòng Harley thì ABS nó nằm ở bên trong. Nó cũng có cái mắt độc như bình thường. Đấy. Và ở trên cái phần đầu đèn xe này thì Lowrider S này nó trang bị sẵn cho mình một cái kính chắn gió nhỏ ở đây ha. Nhìn chiếc xe nó đầy đặn hơn và cũng như là cái đèn pha của xe thì nó là sử dụng đèn LED rất là hiện đại. Và nhìn từ phía đằng trước xe thì mọi người có thể thấy là cái phần thiết kế của xe nó dồn về phía đằng trước và nó thiết kế cao. Nhìn chiếc xe nó giống như là đang chồm về phía trước, sẵn sàng lao tới bất cứ lúc nào. Đấy, và cái kiểu dáng của nó cũng làm cho mình thêm phần thể thao cũng như là thêm cái phần phấn khích khi mà anh em tăng tốc ha. Đó, và cái phần lớp trước của xe thì lớp trước này nó là trang bị lớp của Michelin.
nhưng mà được làm riêng cho hãng Harley Davidson. Đó, và cái bề rộng tiết diện của lốp thì là 110 và đường kính mâm là 19 inch, cũng khá là to. Và vì đây là một chiếc xe lướt cho nên chiếc xe nó cũng còn rất là mới. Hiện tại thì audio chỉ mới có 7-8 cây thôi, cho nên các chi tiết ở trên xe nó cũng còn rất là mới nha. Như cái phần giải nhiệt ở đây, két giải nhiệt ở đây thì nó cũng còn rất là mới, nó không có bị bám sình đất dơ hay là bị xuống màu. Đó, xe thì cũng trang bị thêm chống đổ chính hãng của Harley. Rồi bên cạnh đó thì chiếc xe nó cũng trang bị thêm cái phần lọc gió đồ chơi của thương hiệu là Alanet. Đó, cái lọc gió này nó cũng mười mấy triệu nha anh em, đồ xịn của hãng Alanet. Rồi tiếp theo đó thì xe nó cũng trang bị thêm bô đồ chơi Ven 2. Bô này cho cái âm thanh trầm ấm chứ không có la hét giống như là những kiểu bô theo kiểu Batman. Đó, bô này thì nghe rất là ấm và nghe cũng khá là hay. Em xe này Lowrider S, nó là xe zin cho nên nó trang bị chỉ có một yên thôi. Một yên, còn nếu mà anh em nào muốn đi hai người á thì phải mua thêm một cái yên và gác chân sau. Và đây là phiên bản xe màu đen Vivid Black. Thì cái màu đen của xe Harley, cái màu sơn của nó rất là bóng, theo kiểu màu đen bóng ha, nhìn nó cũng rất là sang trọng. Đó, và anh em có thể thấy được cái phần bình xăng nó rất là mới ha, bởi vì xe này là xe lướt mà, cho nên nó rất là mới. Và các chi tiết động cơ thì mọi người cũng có thể thấy, các chi tiết động cơ, ốc ác ở trên xe đều còn rất là mới luôn. Cái này thì mình có thể bao test hãng trước khi anh em mua. Đó, anh em nào ưng chiếc xe này thì mình sẽ dẫn anh em vào hãng để mà test trước khi mua, cho anh em yên tâm. Đó, và em xe này thì cũng còn bảo hành chính hãng luôn. Bảo hành chính hãng còn nguyên giá trị, không có bị mất khi mà mình sang tên đổi chủ ha. Đó, và mẫu Rider S này thì nó là một dòng xe sắp theo của nhà Harley. Thì với cái dòng xe sắp theo, xe sử dụng cái bộ khung sắp theo là nó sử dụng cái phuộc monoshock giấu ẩn ở bên trong ha. Và cái phuộc này nó có thể tăng chỉnh được cái độ cứng mềm. Và mình cũng rất là thích cái thiết kế cái phần màu sắc, màu sơn của cái lốc máy. Thì với những dòng xe Harley thì nó có những cái dòng máy si, máy đánh cước và máy sơn đen như thế này, sơn tĩnh điện màu đen. Và cảm giác rờ vào cái lớp sơn này thì cái nước sơn nó sần sần lên, giống như là mình rờ vào đá vậy đó anh em. Đó, và cái màu đen ở trên con xe này thì nó sẽ giúp cho cái con xe nó thêm phần cứng cáp nè, mạnh mẽ nè, cũng như là thể thao. Đấy, thiết kế động cơ của xe nhìn nó rất là uy lực ha. Động cơ V-twin và nó cho cái âm thanh đặc trưng của Harley. Mà cái âm thanh này thì Harley họ đã mua bản quyền. Đó, hầu như là những dòng xe V-twin khác cũng không thể có được cái âm thanh giống như là Harley. Nó chỉ có thể là gần giống thôi chứ không thể nào qua được Harley. Đó, âm thanh của Harley nghe rất là hay. Và ở phía sau, những dòng xe của Harley đa số là sử dụng dây cura. Đấy, nó không có dẫn động bằng trục cắt đăng mà nó sử dụng bằng dây cura, thì nó cũng giúp cho xe êm ái, vận hành một cách êm ái, cũng như là mình phải ít bảo trì bảo dưỡng như là nhông sinh dĩa. Đó, và cái dây cura này xài cũng rất là tốt nha, nó cũng rất là bền chứ không phải là dễ hư dễ đứt đâu. Và thường trên các dòng xe dung tích lớn của Harley thì chiếc xe này nó thường là trang bị hai buri. Và ở đây thì nó có cái cụm điện tử để nó chia những cái đầu dây đánh lửa đi vào từng cái buri. Đấy, cái này là chưa có độ thêm cái dây tăng áp Riminet. Đó, cái này anh em muốn xe nó đánh lửa mạnh hơn thì có thể thay cái dây đánh lửa độ ha. Và nếu anh em là một người thích sự hoang dã và phá cách thì khi mua xe này anh em vẫn sử dụng yên một người, yên solo, không cần phải gắn yên sau. Đó, nhìn chiếc xe yên solo thì nhìn chiếc xe nó rất là chất ha. Và bây giờ thì mình sẽ quay gần hơn cho mọi người cùng xem. Phần yên ngồi thì nó rất là dày và nó cũng có phần bệ đỡ lưng ở phía sau, nó sẽ giúp cho anh em đi đường xa đỡ bị mỏi lưng. Đó, cũng như là cái phần bình xăng ở đây cũng khá lớn. Bình xăng này thì cũng có dung tích khoảng 18 lít. Và phiên bản Lowrider S 2021 này thì cái cụm đồng hồ nó vẫn nằm ở trên bình xăng ha.
khi sang thế hệ mới ở đời 2022 á, thì cái cụm đồng hồ nó sẽ đặt ở trên cái phần ghi đông và nó chỉ còn có một màn hình đồng hồ thôi. Đó, còn ở đời này thì nó chia làm hai cái đồng hồ, nhìn nó cũng rất là dân chơi, nhìn nó rất là lạ mắt. Và anh em có thể thấy nè, cái phần ốp nhựa ở đây thì nó cũng được sơn màu đen mờ, mà nó còn có nhám nhám gân gân lên nữa, rất là hay, giống như là mình ốp đá vậy đó. Còn cái đây, mặt đồng hồ, đây là đồng hồ tua thôi, ở đây mới là đồng hồ km, cũng như là một cái đồng hồ LCD nhỏ ở đây để mà hiển thị các thông số kỹ thuật ha. Ở đây thì nó trang bị hai cái nắp xăng, tuy nhiên là chỉ có một nắp xăng là chính thôi, một cái là nắp xăng đồ chơi. Thường thì cái nắp xăng bên này là nắp xăng đồ chơi ha. Nó thiết kế như vậy là để tạo sự cân đối cho con xe. Đấy, để mình mở cái màn hình lên cho mọi người xem. Đó, khi mà mở lên thì cái màn hình đồng hồ nó sẽ quay, mấy cái kim nó sẽ quay. Và hiện tại thì audio con này chỉ mới là 8 cây thôi nha mọi người. Chỉ 8 km thôi, cực kỳ lướt luôn. Và xe này thì có giá là 500 mấy chục triệu. Anh em nào mua thì anh em cứ liên hệ với mình. Đồng hồ ở đây thì nó cũng hiển thị đầy đủ các chức năng. Nó báo ABS, báo động cơ, số mo, có báo cấp số. Rồi ở đây là báo nhớt. Đó, nó thể hiện đầy đủ các tính năng cơ bản. Mình có thể chuyển đổi cái màn hình đồng hồ đó bằng những cái nút ở đây. Đó, những cái nút ở đây ha. Cũng có nút đèn kèn xi nhan đầy đủ và xe cũng xài chìa khóa remote, chìa khóa từ. Theo kiểu bỏ chìa khóa trong túi á, mình vẫn có thể nổ máy được xe, hoặc là xài key. Ở đây là cái phuộc của xe nè, phuộc của xe Harley Davidson. Và phuộc trước này thì nó không có thể điều chỉnh như là cái phuộc sau được. Đó, phuộc cũng có đóng thương hiệu cho nên nhìn nó rất là chất chơi ha. Ghi đông. Đó, hiện tại thì con xe này zin thôi, cho nên mình cũng không có mô tả gì nhiều về cái đồ chơi của xe. Bởi vì đồ chơi nó cũng trang bị cơ bản chứ chưa phải là nhiều. Đó, chỉ 500 mấy chục triệu thôi thì anh em đã sở hữu được cái con Lowrider S này. Và mình còn một cái phần quan trọng nữa, đó là cho anh em nghe cái tiếng bô trên cái con xe này. Bởi vì đây là một cái xe nó đã độ bô Van 2 cho nên âm thanh nó sẽ rất là hay. Đó, cho nên sẵn đây mình sẽ cho anh em nghe nha. Đó, thì đây là cái âm thanh mới đề của xe. Nghe cái âm thanh đề nghe cũng rất là phấn khích. Đó, và bô zin của xe thì nó dài hơn, nó màu đen, nó bự hơn. Nhìn nó thì có vẻ hơi rườm rà tí, nhưng mà khi độ bô vào á thì nhìn chiếc xe nó mạnh mẽ. Để bây giờ thì mình sẽ thử nẹt bô cho mọi người nghe nha. Đó, xe nó còn rất là mới cho nên nó cũng phải tống cái khói dầu ra, khói dầu còn ở trong bô nó phải tống ra. Khi mình chạy thời gian thì nó sẽ hết cái khói này. Rất là hay anh em ha. Nghe thực tế bên ngoài nó còn hay hơn nữa. Nghe cái âm thanh nghe cũng khá là ấm. Về cảm giác lái thực tế của em Lowrider S này thì nó có một tư thế ngồi rất là thoải mái. Trước tiên là tay lái mình được đặt ngang. Đó. Song song với cái mặt đất ha. Và cũng như là cái góc đặt chân của mình cũng vuông góc so với mặt đất. Đấy, thì chiếc xe nó không có tạo cái độ với, cũng không làm cho mình chới với khi mà mình quẹo cua, bẻ lái khi mà đi trong phố. Đấy, cảm giác lái con xe này nó cảm giác như là nó rất là nhẹ nhàng. Nếu mà anh em có chiều cao tầm 1m65 trở lên là anh em đã có thể điều khiển con xe này một cách vô tư. Đó,
những dòng xe mà có cái tư thế ngồi đuôi chân dài về phía đằng trước thì nó sẽ rất là hơi khó chịu đối với những anh em có chiều cao khiêm tốn. Đấy, còn với Lowrider S này thì mọi thứ là coi như anh em đã kiểm soát hoàn toàn. Và cái sức mạnh về con xe này phải nói, nếu mà anh em thử con xe này thì anh em sẽ cảm nhận được chiếc xe nó rất là mạnh, rất là lực. Đấy, bởi vì những cái vòng tua ngắn, những cái vòng tua khoảng chừng tới 5.000 thì xe nó đã đạt được cái công suất tối đa rồi. Cho nên chiếc xe này nó chạy rất là mướt. Đó. Thì cái việc tăng tốc thì anh em khỏi phải bàn, xe này nó rất là mướt. Đấy, anh em nào quan tâm tới con xe Harley Davidson Lowrider S này thì anh em cứ liên hệ với mình ha. Thì anh em có thể xem xe ở khu dân cư Trung Sơn, Bình Chánh, kế bên quận 7 đây. Rất là gần cho anh em. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em nha.